Giới tiên tri nhận định tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, tháng 3 năm 2022 đến thời thoát khổ do nứt đốn đổ vách. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh Phong Thủy Gia Cát. Và thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh mến chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp thì con Tuất đại diện cho cả sức mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy, những người tuổi Canh Tuất đa số sống tự lập, trưởng thành sớm và có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ và hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm. Về sau thì họ cũng có được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình. Tử vi tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy tuổi Canh Tuất có vận trình hung cát đan xen. Tuy nhiên, nếu cố gắng nỗ lực hơn một chút nữa thôi, thì chỉ cần nắm bắt được vận mệnh của mình thì những gia chủ tuổi Canh Tuất chúng ta vẫn có thể có được những thành công đột phá phất lên giống như là diều gặp gió. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 mệnh thoa xuyến kim là người khá bảo thủ, làm việc luôn cẩn trọng và nghiêm túc. Chỉ cần giao việc cho con giáp này là cấp trên có thể yên tâm. Dù là chuyện tồi tệ đến đâu thì họ cũng có thể vén mây để thấy trời quang. Họ có lòng tự tôn cực kỳ cao, đã làm gì sẽ làm đến nơi đến chốn. Theo phong thủy lộc tài, dù gặp việc khó khăn trở ngại, họ cũng không bao giờ nghĩ đến việc ỷ lại vào người khác mà luôn cố gắng nỗ lực hết mình, dồn hết sức lực, không làm được thì nhất định không bỏ cuộc. Bản tính của người này là thích giúp đỡ người khác. Nhưng không hiểu vì không có duyên giúp người hay chưa biết cách giúp người cho khéo mà kết quả thường thấy họ tự ôm rắc rối về mình. Tháng này, nhiều phương diện cuộc sống của người tuổi Tuất sinh năm 1970 không được thuận lợi như ý muốn. Trong sự nghiệp, bạn gặp phải nhiều trở ngại, lại thêm ảnh hưởng của tuổi tác, bản mệnh thường muốn từ bỏ giữa chừng. Hoặc dù có tiếp tục thì cũng không thực sự nhiệt tình trong quá trình tìm cách giải quyết. Thái độ làm việc không cẩn thận này khiến sai sót lại càng dễ xảy ra hơn. Quan trọng có thể dẫn đến tình trạng bị giáng chức hoặc bị phạt tiền. Phương diện tình cảm cũng không thực sự ổn định. Bạn dễ bị lôi kéo bởi những sự cám dỗ bên ngoài, lạnh nhạt với nửa kia của mình. Và nếu không tự nhắc nhở bản thân, bạn sẽ dễ bị sa ngã khiến hôn nhân đi đến bờ vực đổ vỡ. Xét về thiên can, canh dương kim gặp giáp dương mộc nên gọi là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Canh Tuất nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện thì chúng ta nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này cho thấy gia chủ sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp, thậm chí có quý nhân tương trợ. Nhưng điều cốt lõi là cần phải tự làm, tự ăn, ít trông cậy vào may rủi. Thành công đến từ năng lực, sự cố gắng là chủ yếu. Nếu chỉ trông chờ vào vận may mà không làm gì cả thì bạn rất dễ bị cướp mất cơ hội. Đồng thời, trong tháng này công việc có tính cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đòi hỏi bản mệnh không ngừng nỗ lực, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, cũng như tầm nhìn. Có như vậy bạn mới không bị tụt hậu so với lớp trẻ. Hãy cứ tin rằng chỉ cần cố gắng không ngừng thì chắc chắn sẽ thu được thành quả đáng mừng. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạng ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Về vận trình tài lộc của người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch năm 2022, tuy có thăng tiến nhưng sẽ gặp phải một số khó khăn nhất định. Việc đầu tư, kinh doanh khó chiếm được lợi thế và thậm chí còn có thể bị cướp mất cơ hội và thua lỗ. Với những người làm kinh doanh, buôn bán thì làm bao nhiêu, ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Người này biết cân đối thu chi, không tiêu pha hoang đàng quá đỗi, lại luôn hướng tới cuộc sống ổn định nên thường sẽ tiết kiệm, có khoản dự phòng cho tương lai. Bản mệnh cũng nên làm việc thiện, có thể từ đó bạn sẽ có thêm nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, có thể hợp tác được với nhiều người để tăng thêm thu nhập cho mình.
cho đi là nhận lại. Hãy làm việc thiện với cái tâm trong sáng và chớ vì mục đích cá nhân mà tính toán quá mức, dễ lợi bất cập hại. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc thì thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ để cùng hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tình hình sức khỏe trong tháng khá bình ổn, cơ thể dù có đau yếu cũng nhanh chóng phục hồi và cần chủ động giữ gìn sức khỏe của bản thân. Thường xuyên rèn luyện tăng cường sức đề kháng thì không cần phải lo tiềm ẩn những hiểm họa hay bất lợi. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân và có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần gạt bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Các quý gia chủ tuổi Canh Tuất hãy luôn mang theo bên mình một pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ để có thể mang lại những công năng hỗ trợ tốt nhất cho quý gia chủ tuổi Canh Tuất. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo, thầy Gia Cát nhận định tháng này gia chủ được nhiều sao tốt về nhân duyên chiếu mệnh. Tuổi Canh Tuất duy trì được những mối quan hệ tình cảm tốt đẹp, gia chủ may mắn, luôn có người thân, bạn bè luôn bên cạnh quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt khiến bản mệnh cảm thấy rất hạnh phúc và có tư tưởng thoải mái. Tuy nhiên, giữa vợ chồng không thể tránh được những lúc cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Nếu cả hai biết bao dung cho nhau hơn, hạn chế những hơn thua nhỏ nhặt không đáng thì tình cảm gia đình sẽ luôn bền vững. Nếu đang sống đơn thân thì mệnh chủ có thể dễ dàng kết giao với những người bạn mới trong những buổi họp hành, liên hoan và tìm thêm được niềm vui trong cuộc sống. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 9 tháng 3 năm 2022, tức ngày 9 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thìn, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch, ngày 21 tháng 3 năm 2022, tức ngày 21 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thìn, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Tuất. Trong những ngày này thì mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 3 năm 2022, tức ngày 8 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Mão, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 3 năm 2022, tức ngày 20 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Mão, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành những công việc quan trọng, thì dễ có kết quả cao hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ đến số hotline hiển thị trên màn hình lúc này để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, vậy là chúng ta đã cùng nhau phân tích xong về phần luận giải lá số tử vi cho những người tuổi Canh Tuất trong tháng 3 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị cũng biết được mình cần phải làm gì trong tương lai, đúng không ạ?
Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà Phong Thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày của mình để có thể thay đổi vận mệnh của mình trở nên ngày một tốt hơn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ Diễm Quỳnh xin được nói lời chào tạm biệt. Mến chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những chương trình lần sau được phát sóng trên kênh Phong Thủy Gia Cát.